Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị Sau đây là nội dung chi tiết Đội tiêm kích hộ tống bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ trở Tổng thống Putin Sẵn sàng loại bỏ mọi mối nguy hiểm Là phương tiện di chuyển trên không của người đứng đầu một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới Chuyên cơ Ilyushin IL-76 của Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn được bảo vệ một cách đáng tin cậy trước mọi loại mối đe dọa. Bên cạnh khả năng tự phòng không ưu việt, chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hộ tống, di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ mối nguy hiểm bất cứ lúc nào. Như trong chuyến công du Trung Đông vào tháng 12 năm ngoái, phi đội gồm 4 tiêm kích Su-35S của không quân Nga mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau Hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin trong suốt chặng bay từ Nga qua không phận nhiều nước đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Theo TVZ, video do quân đội Nga đăng tải cho thấy mỗi tiêm kích hộ tống mang theo tên lửa không đối không R-73 và R-77 treo dưới cánh. Sau khi chuyên cơ Ilyushin IL-76 chờ Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những chiếc Su-35S lập thành đội hình bay như biểu diễn tại các triển lãm hàng không rồi hạ cánh. Su-35S là máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng thế hệ 4 cộng cộng của Nga, được sản xuất bởi nhà máy máy bay Gagarin ở komsomolsk on Máy bay được trang bị hai động cơ al 41 f 1 s có chiều dài 21,95m, sải cánh 14,75m và cao 5,92m. Su-35 có trọng lượng cất cánh tối đa 34.500kg và đạt tốc độ tối đa 2.500km/h gấp 2,35 lần tốc độ âm thanh. Su-35S có tầm bay lên tới 4.500 km và đạt trần bay 18.000 m. Mẫu máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở của Su-27 và có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 1 tháng 4 năm 1992. Sau nhiều năm gián đoạn, Nga nối lại dự án chế tạo và sản xuất hàng loạt Su-35 với các chuyến bay thử nghiệm cuối những năm 2000. Su-35S được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới, radar mảng pha với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn và tăng số lượng mục tiêu được theo dõi. Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi này được thiết kế để đánh bại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như để tiến hành trinh sát và chiếm ưu thế trên không. Được biết, Su-35S được gắn 12 giá treo vũ khí, mang bom, tên lửa, ở hai bên cánh, có thể mang nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất đa dạng, gồm tên lửa không đối không R-77 và R-73, tên lửa chống hạm KH-31 cùng với một loạt bom dẫn đường và không dẫn đường. Su-35S thậm chí còn được trang bị pháo tự động GSH-30-1 30mm với cơ số đạn lên đến 150 viên để tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ trong tình huống giao tranh tầm gần. Su-35S có thể thực hiện được các nhiệm vụ tác chiến mà ít máy bay chiến đấu nào trên thế giới có thể thực hiện được. Tiêm kích đa năng này có thể thực hiện được các đòn tấn công theo kiểu bánh kép khi đang bay nhanh mà không phải giảm tốc độ qua đó nâng cao đáng kể khả năng tác chiến cho máy bay. Ngoài ra, Su-35S là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay theo phương nằm ngang mà không cần giảm tốc độ. Hoặc trong khi tham chiến, nó có thể giảm tốc độ từ 600 km h về gần bằng 0 km h và lỡ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây. Theo các chuyên gia quân sự, dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng cộng, nhưng Su-35S có đặc điểm và các tính năng kỹ chiến thuật gần ngang bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 độc nhất vô nhị được sản xuất tại Nga an toàn nhất, tốt nhất có thể và rất lớn. Đó là những từ mô tả về chiếc máy bay Ilyushin IL-96-300PU mà Tổng thống Vladimir Putin dùng cho các chuyến công du trong và ngoài nước. Theo hãng thông tấn TASS, nhìn bên ngoài máy bay của người đứng đầu nước Nga trông giống các máy bay Ilyushin il 96300 300 truyền thống khác. Nhưng chiếc Ilyushin IL-96-300PU lại khác biệt không chỉ ở chữ cái PU mà bên trong nó được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến, bảng điều khiển hạt nhân, các biện pháp đối phó với tên lửa. Theo Simple Flying, chuyên cơ của Tổng thống Nga có giá khoảng 504 triệu đô la Mỹ. Theo trang web chính thức của nhà thiết kế, Ilyushin IL-96-300PU là một chiếc máy bay thân rộng, dài 55 mét và sải cánh 60 mét, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 900 km h gồm 4 động cơ phản lực. Máy bay này do tổ hợp hàng không Ilyushin thiết kế và do hiệp hội sản xuất máy bay Bronets sản xuất. Nội thất của chuyên cơ IL-96-300PU được thiết kế riêng mang lại sự thoải mái cho tổng thống Nga cùng đoàn hộ tống trong các chuyến bay dài, bao gồm phòng họp với diện tích 10 m2 và có cả phòng tập gym. Tại sao tổng thống Putin lại thích chiếc Ilyushin IL-96-300PU? Đó là vì đây là thiết kế hứa hẹn nhất của Nga đỉnh cao của ngành chế tạo máy bay Nga. Ngoài ra, đối với đội máy bay của tổng thống, bốn động cơ là cần thiết vì ngay cả khi hai động cơ bị hỏng, máy bay vẫn có thể tăng hoặc giảm độ cao, vẫn có thể tiếp tục bay tới 800 km và hạ cánh. Thoạt nhìn, chuyên cơ của tổng thống Nga không quá khác biệt so với máy bay tiêu chuẩn do Rosiya, một trong những hãng hàng không lớn nhất và lâu đời nhất của Nga và là công ty con của Aeroflot vận hành giống như hầu hết các máy bay của Rossiya, hầu hết thân, cánh và đuôi máy bay tổng thống đều có màu trắng. Tuy nhiên, bên trong máy bay lại khác, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và liên lạc. Những yếu tố này khiến chiếc Ilyushin IL-96-300PU được mệnh danh là điện Kremlin bay. Với khả năng liên lạc chuyên biệt, máy bay có thể truyền các tin nhắn được mã hóa từ mọi độ cao đến bất kỳ điểm nào trên thế giới bằng bất kỳ kênh liên lạc nào chữ PU trong tên gọi của chuyên cơ IL 96300 PU của Tổng thống Nga là từ viết tắt của pank Pankupravlenija có nghĩa là Sở Chỉ Huy. Điều này đồng nghĩa với việc chuyên cơ của Tổng thống Nga có đầy đủ phương tiện kỹ thuật, trong đó có các phương tiện liên lạc để Tổng thống Nga có thể đưa ra chỉ đạo tại ngay trên chiếc máy bay này khi nó ở bất cứ đâu trên thế giới. Điều kiện sống và làm việc bên trong máy bay thực sự không hề thua kém Điện Kremlin. Trên máy bay có văn phòng riêng của Tổng thống một số phòng học, phòng hội nghị, phòng thư giãn cho tổng thống, phòng khách, phòng tập thể dục mini, phòng ăn, quầy bar, phòng tắm và khu y tế riêng biệt với các trang thiết bị hồi sức và cấp cứu. Tất cả đồ trang trí đều có tông màu sáng và nội thất được trang trí bằng các tấm thêu do các thợ thủ công thực hiện. Hình ảnh bên trong chuyên cơ được tiết lộ vào năm 2018 khi tổng thống Putin cho phép một cậu học sinh lên máy bay để tham quan. Kể từ khi giữ các chức vụ lãnh đạo hàng đầu nước Nga vào năm 1999, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có 4 lần đến Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2001, Tổng thống Nga Putin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Trong chuyến thăm, nguyên thủ hai nước đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, ông Putin cũng đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam từng học tập tại Nga. Tổng thống Putin cũng ghé thăm nhiều địa điểm ở Việt Nam, trong đó có di tích văn miếu quốc tử giám ở Hà Nội. Tại đây, ông đã gióng trống và viết sổ lưu niệm. Khi thăm nhà sàn thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông đã ghi lại những dòng cảm tưởng. Tôi thành thực được làm quen với cuộc sống của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một người mà tên tuổi đã đọng lại trong lịch sử thế giới. Lần thứ hai là vào năm 2006, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14. Hai nguyên thủ đã cùng ký tuyên bố chung của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Lần thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong chuyến thăm, Tổng thống đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống Vladimir Putin đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường hợp tác cả về chính trị, quốc phòng, thương mại và năng lượng. Lần thứ tư vào tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin ngay sau khi Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã sớm nhận lời tham dự tuần lễ cấp cao APEC ở thành phố Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của tuần lễ cấp cao APEC. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin chia sẻ với nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 12 gây ra và tin tưởng Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả của cơn bão này tổng thống putin khẳng định việt nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của nga tại khu vực châu á thái bình dương hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu kết thúc cuộc gặp hai bên nhất trí ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế